Wow. Wow, từ bơi rừng. Ê các bạn ạ. Ê. Ai nào phết ông nói gì giấy. Wow, từ mới rừng các bạn ơi. Có vẻ là gắt nha, có vẻ là gắt nha. Để lại cho mình một like, một đăng ký sau khi xem xong video clip trên kênh Gờ Cầu Thủ Like của mình. Nếu làm YouTube thì clip đầu tiên em làm gì à? Clip đầu tiên thì em sẽ giới thiệu em là ai, con nhà ai, sinh ra và lớn lên từ đâu. Ông ba đung ông đi đường này lộ ấy. Ôi ông đi đường này có lộ mất rồi. Sinh ra và lớn lên từ đâu và có một tuổi thơ như thế nào. Nhanh. Có vẻ gắt. Không chết được, trời ơi. Hay quá trời. Hay quá trời ơi. Thằng nào mà hay vậy trời. Ui, chết. Trời. Bùa đỏ vẫn thuộc về mình. Các bạn nhìn không? Bùa lực sĩ. Trời đất ơi, tan tính cả rồi. Mình chỉ là mình về nhà hồi máu nhanh hơn thôi. Đó, về nhà hồi máu nhanh hơn đây các bạn. Đi rắc đi rừng mà mạnh mà. Nếu mọi người nào đánh tốt thì đi rắc đi. Đi rắc rừng vẫn tốt mà, vẫn mạnh mà. Hay quá trời. Ôi, sao các bạn nhường mạng mình vậy? Tại vì sao mọi người cứ nhường mạng tôi giấy. Ôi mà leo vào cửa là tôi thịt hết. Tôi thịt hết nhà. Mày ngang hả bụi. Sao. Wow. Sao. Ui trời ơi. Bốn bạn rồi. Đâu phải ít đâu. Thôi. Chết. Có phải căng các bạn ạ, cái này căng quá. Từ sao ông lại lên sớm thế, đáng ra phải từ chứ. Tôi cảm thấy yếu đấy nhở. Chết mẹ. Hay quá trời ơi. Đây là thỏ đi rừng nhưng mà chung là Natalia trên này biết chơi đó. Và này đi gánh đó. Cái gì ông biết ông cứ đánh ông ôm đường chịu luôn. Phải đi gánh như thế mới hiệu quả được. Xanh như cái tàu lá chuối rồi. Đấy là thì bạn không phải làm vừa đâu. Vừa đâu. Ui, các bạn thấy không mình nhảy sao. Đấy, đây là góc bung ấy. Ui, từ. Mày ngang hả bởi vì. Quánh luôn. Trời đất ơi. Gì vậy ơi. Ông ném kỹ năng nó chuẩn tí nào. Thôi. Việt rep hi hi hi. Bye bye. Trời ơi, làm cái gì mà căng. Căng dữ vậy. Trời ơi, xấu rồi. Ngang hả bởi. Ui. Trời ơi. Tắt cam hoặc là mình phải tắt cam ngay lập tức. Mất cả tốc biến, mất cả chiêu ai. Ôi giời đất ơi, nhục nhã quá đi. Không thể chấp nhận được. Anh cười ra. Ôi giời ơi, cười gian mà. Đau quá. Trời ơi. À quên mất, mình đang cài đặt gần nhất. Thảo nào nó cứ bắn vào con ấy. Thảo nào thì sai.
ơi ơi, đặt vào mình anh nha. Mất liềm à? Ủa mất cả liềm à? Để lại cho mình một like, một đăng ký sau khi xem xong video clip trên kênh Gờ Gờ Thủ Like của mình. Wow. Chết rồi, vỡ mồm rồi. Thôi. Thôi, trời ơi. Căng quăng quá trời. Quăng quá. Hôm nay live stream đến mấy giờ anh ạ? À? Chắc là 10 rưỡi. Lại đến 10 rưỡi nhá, hay quá. Và này mình đang phải làm clip nhiều nhiều các bạn ạ. À. Một ngày mình vẫn đăng 2 clip thôi nhưng mà mình phải làm dư. Có nghĩa nhá, một ngày mình làm 2 clip đúng không? Nhưng mà mình vẫn cố làm thêm một clip nữa nhưng mà mình chỉ đăng 2 clip. Có nghĩa là một ngày mình làm 3 clip rồi. Mình chỉ đăng 2 clip thôi, còn một clip còn lại thì mình để dành. Để dành cái gì? Để cho mình đá mình lên Hà Nội mình có clip để đăng. Khổ lắm đấy, sướng đi rồi. Ừ, VRF đi bạn, không phải dạng đâu, mình đi rồi. Nhưng mà mình cũng không phải dạng dễ bắt nạt đâu, các bạn hiểu không? Các bạn hiểu không? Chị đâu? Tưởng có đấy nó về nhà hồi máu cho là tôi đập đầu vào gối, tôi ngất mất, ngất 9 tháng 10 ngày luôn. Ây da, tráng, ây da, tráng hay quá nhỉ. Ây da, thật đờ là đánh tráng rất là hay luôn nha. Đó, đó, tiếp tục là tráng tiếp này, mày né đi, mày né đi. Né, né này, không ngoẹo đâu nha. Này thì đi rắc mày. Sao, né đi, này thì né này. Mày né này, né này, né này, né này, né. Đẹp thế nhờ, sao nó trâu thế, nó còn mana, nó trâu. Mình cảm tưởng đánh Slim mình không có đam luôn, nick này như là Ngọc. Ngọc Slim mình như không có thì phải. Vỡ mờ mấy em, đừng về anh ơi. Online với em. Ôi trời ơi, bị trừng trị mất kìa, đánh hết tôi cho bị cái tinh nhân Rioma trừng trị quả đắng, đắng lòng. Ui. Thôi. Dạ trời, sao đánh rồi, phải để mình ném choáng đấy, mình ném choáng ấy. Wow, wow, càng đấy các bạn, đây là một vấn đề vô cùng nhạy cảm, thì đùa ở đâu, về thiếu AD mà vẫn lên đánh nhau được. Ừ thì nó còn mana, nhưng mà nó còn mana mà nó trâu thế, mana của nó nhiều ấy, kiểu vậy ấy, sao nào. Nó lên là cái đồ gươm Loki rồi. Nhưng đừng cũng đâu có thế đâu, 116 kìa. Như là mình ăn được cái thằng này không các bạn? Các bạn cổ vũ mình đi, cho mình xin một like. Mình sẽ vào, mình sẽ ăn nó luôn các bạn nhìn nhá. Mình sẽ không để cho các bạn thất vọng đâu. Mà nó chạy mất rồi, sợ mình nó chạy về mất rồi. Chứ không là mình không để cho các bạn thất vọng đâu. Chuyên giáp nhỉ? Yếu quá, phải lấy chuyên giáp không? Chuyên giáp được chuyên phá hợp lý. Hợp lý. Hợp lý. Sáng thường. Wow. Wow. Kiêu. 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 Ai hi đồ ngốc. Ôi trời đất ơi. Sống rồi. Nhưng mà team chết hết rồi. Quang quang giáo ơi. Mà nó tin non nó em mình. Ờ, bạn mới anh em. Ôi sao mình thọt cái tim ấy nhở. 5.500 vàng, ăn nhiều mạng nhất đến này mà thọt thế này thì chịu rồi. Chấp nhận nó. Người ấy bể bụng, có cái gì buồn cười không? Bạn nói với mình có tình huống là buồn cười đấy không? Chả có tình huống là buồn cười, cũng buồn cười đâu. Mặt mình có nhau ả? À? Bây giờ ấy là phải ăn tà thần. Phải ăn tà thần quá. Nào.
mang tiếng là cướp bùa của đồng đội. Thế là mình nhắn dám không có chọn kia rồi. Đùa tôi đánh hết hơi để cho tôi ăn cái con rồng đấy, lấy công cho đồng đội. Từ từ nhá, từ từ. Tôi em tới đây. Sao vậy? Sao thế này? Choáng nè. Trời ơi, thằng nào hay quá trời. Vỡ mồm cho nét bắn đau tê. Ui, cho nét bắn mắc đau Rio Ma đâu. Thôi xong rồi. Thôi về. Ông làm gì được không? Hay, được, tiếp tục. Hay quá, cố lên, cố lên cho con nó bụng. Cố lên. Không thể được các bạn ạ. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Mọi chuyện cũng đã kết thúc vì có anh ở đây rồi. Cầm bàn tay em đi, anh sẽ thấy hạnh phúc. Rồi ơi, nó hết máu nhưng mà nó còn mana. Ba Đung lại chết ngược cho coi. Tôi bảo rồi mà, có sai đâu. Trâu thế. Ôi ôi, hay quá trời ơi. Để lại cho mình một like, một đăng ký sau khi xem xong video clip trên kênh Gờ Cao Thủ Like của mình. Natalia dùng chuyện của bác nhanh lắm. Nhanh lên, chúng nó biết bây giờ. Ăn trộm vừa phải thế. Rồi, đấy, thế tức quá. Kèo nát được bằng. Bây giờ mình sẽ bách to như vậy nhá. Bách to, đi bạn đẩy được kia, bách to mà. Nó chắc chắn nó sẽ thế. Vì mình bách to mà. Hello baby. Baby. Mày chạy đâu con sâu, rồi được cái chút bách to. Úi, không ai biết mình các bạn ạ. Bách to rồi, nó mang rồi nhá. Mày chạy đâu. Win rồi. Nhẹt như nước ốc đây. Win rồi. Yeah. Nó đấy không? Nó tính toán cả trong đầu này. Mọi người, chương trình khuyến mãi nhân dịp năm mới năm 2020 bắt đầu từ ngày mùng 2 cho đến ngày mùng 7, khi mà các bạn đặt mua một trong hai mẫu áo siêu Việt mới nhất trên shop gthu.com, đó là Red siêu Việt và bộ ba trang phục siêu Việt, thì các bạn sẽ được mua kèm một bộ tai nghe i7s trị giá chỉ với 9.000 đồng. Ok, và đây là giao diện trên shop gthu.com. Mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn có thể đặt hàng hai mẫu áo siêu Việt. Ở đây thì nổi bật rõ là hai mẫu áo siêu Việt, áo nỉ hoodie Red siêu Việt, nhận luôn tai nghe i7s chỉ với 9.000 đồng, và áo hoodie bộ 3 siêu Việt phiên bản giới hạn nhận luôn tai nghe i7s trị giá 9.000 đồng. Ví dụ mình mua cái bộ áo hoodie 3 bộ siêu Việt đây, ấn vào thì mọi người nhìn thấy chỗ mình đó là thêm vào giỏ hàng hoặc là mua ngay, thì mọi người, các bạn có thể soi chi tiết áo này, sau đó là các bạn có thể ấn mua ngay này, ấn mua ngay. Sau khi mua ngay thì các bạn cần phải đợi cho nó lát xong các bạn ạ, mạng đang lát quá. Đây, nhập họ và tên, email, địa chỉ cũng như là số điện thoại vào nha.
chọn tỉnh và thành phố quận huyện. Sau đó các bạn ấn tiếp tục thanh toán là các bạn đã đặt hàng được rồi. Bên shop mình sẽ trực tiếp gọi điện sau đó là chốt đơn hàng với các bạn. Đó, các bạn nên nhớ là hai mẫu áo siêu Việt mới nhất là áo nỉ hoodie Rad siêu Việt, kèm theo là áo bộ ba siêu Việt phiên bản giới hạn. Ok, và mọi người nhanh tay truy cập vào shopgthu.com để có thể đặt hàng sở hữu cho bản thân những chiếc áo hoodie và nhận ngay những chiếc tai nghe Bluetooth i7s chỉ với giá 9.000 đồng nhân dịp năm mới 2020. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.